Hiện tại các bạn thấy là tôi đã về được tới Gaga ô tô cũng như là cái tiệm sửa xe của ông Tùng Sơn. Ông này thì nói chung ông chuyên độ mấy chiếc xe khách, xe 16 chỗ các thứ, ông bạn của tôi. Đấy, tôi ghé vô để tôi độ cái chiếc xe này, cái mới mua về mà chưa có độ gì chứ. Xe còn trắng tinh, đấy, xe còn nguyên zin. Nãy giờ tôi lùi vô đây. Đấy, ông ngồi ông đợi tôi từ chiều. Ok, sao tôi lùi vô, tôi lọt mẹ tôi cái lỗ luôn vậy trời. Tôi lùi đàng hoàng ra đi, hồi lọt lỗ. Đấy, kìa. Ấy, ông Sơn, cứu tôi. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục với tập 2 trong cái tựa game xe khách Kia Rainbow cho các bạn. Ok, thì trong tập 1 các bạn biết là chúng ta đã cùng nhau đi tiếp ở trên Sài Gòn, bến cảng, Cát Lái, các thứ đó, đi dừng đạt đó, để hai anh em đi mua cái chiếc xe khách Kia Rainbow phiên bản Chacomico, tức là cái phiên bản giường nằm, để về kho xong. Đấy, thì tôi hứa với các bạn là hôm nay chúng ta sẽ làm một cái tập đi độ xe đó, thì ok. Và tôi đang định là bây giờ là chạy về Cà Mau nha các bạn. Hiện tại đang ở bến xe nào, chạy về tiếp Cà Mau. Đây có một cái chỗ ga độ xe của ông bạn tôi. Đấy, chỗ ga độ xe Tùng Sơn các bạn. Ông này gọi là chuyên độ xe khách luôn. Thế thì tôi sẽ đem xe dưới để tôi coi cái gì tôi độ được tôi độ. Và đặc biệt là ở đây đi gắn biển số rồi tem đăng kiểm các thứ đó các bạn. Để không thôi đi ngoài đường công an nó hỏi biển số đâu rồi tôi không biết đâu rồi gắn các bạn. Nên là chạy đó để lấy biển số, tem đăng kiểm các thứ rồi mình độ xe rồi gắn đèn rồi các thứ đó nha. Và cùng các bạn đi độ với chiếc xe ngày hôm nay, để có thể là chúng ta sẽ dùng cái chiếc xe này để đi chở khách rồi các thứ chứ các bạn. Chứ không lẽ có xe rồi ở không, mua xe về ở không, rồi tiền đâu rồi bù vô xe các bạn, chết luôn, lỗ chết luôn các bạn. Đấy, hiện tại là vừa ăn hủ tiếu Nam Giang xong các bạn, ngon ơi là ngon. Đây là tiệm hủ tiếu Nam Giang Thành Đạt gì nè, hương vị đậm đà, đặc biệt đấy, phục vụ 24/24. Đấy, thì tức là các bạn đi 12 giờ đêm nó cũng bán luôn rồi đấy. Đấy, mặc dù là hủ tiệm hủ tiếu Nam Giang nha các bạn, nhưng mà trong này lại là siêu thị mini, phải cái nào mát dẻ xịn thật sự. Hủ tiếu Nam Giang ở trong là tiệm siêu thị thì chắc hủ tiếu bán ngoài này các bạn. Đấy, được một khách chiếc xe máy nè. Thôi đi về bãi xe của tôi đi các bạn. Đây đó, đây là cái nhà kho xe của tôi đó nha các bạn. Đấy, hiện tại là có mấy người khách đang đợi đi xe này, nhưng mà xe này chưa chạy được. Mình bữa nay mình đem nó đi độ cho các bạn, cho các bạn xem lại một vòng cái chiếc xe zin của chúng ta, màu trắng tin. Đấy, giờ mình sẽ lên xe nha các bạn. Đây, cốp xe cũng chưa có gì luôn, bây giờ mình sẽ lên xe. Ok, ngồi vô. Ok, giờ mình đè máy lên nha các bạn. Đây xịn chưa. Con này các bạn nghe tiếng động cơ máy không? Khi mà các bạn ra phía sau như vậy các bạn mới nghe cái tiếng động cơ máy, vì động cơ máy của nó nằm ở phía sau các bạn, còn các bạn ra trước sẽ không nghe luôn, nghe tiếng xe của người ta, tại vì xe này là động cơ nó phía sau nên các bạn sẽ nghe âm thanh phía sau các bạn. Rồi ok, bây giờ là tôi với các bạn sẽ để đóng cốp đi chứ các bạn. Ok, rồi chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu. Từ đây chúng ta sẽ chạy về Cà Mau luôn nha các bạn ơi. Rồi từ Cà Mau qua ngày hôm nay mình độ xong rồi các bạn, mình chạy thẳng ra bến xe Bạc Liêu luôn, để cùng khám phá bến xe Bạc Liêu cũng như là đi Bạc Liêu, mà đi ngang Bạc Liêu hôm giờ cũng chưa quẹo vô bến xe Bạc Liêu ấy, để ghé vừa khám phá bến xe Bạc Liêu mà cũng vừa là rước khách ở bến xe Bạc Liêu để đi chuyến hành trình nha các bạn. Bây giờ mình đi độ xe trước cái đã. Này bây giờ đi ra lộ cái gì vậy? Trời ơi, đi ra mà chưa dĩ chân, quẹt vô cái hàng rào rồi nè. Ok, xe mới mà làm như là xe đồ chơi, chạy cũng quẹt à. Mà công nhận cái đường ra nó hẹp. Ok, ngon lành. Rồi ra được rồi đấy. Rồi bây giờ tôi với các bạn sẽ một mạch về thẳng Cà Mau luôn nha. Thì tôi đây về Cà Mau cũng khá là gần các bạn, Bạc Liêu về Cà Mau gần lắm. Mình đang vào địa phận của Bạc Liêu rồi, chạy về Cà Mau xíu thôi. Ồ, đèn xanh mà đúng không? Qua luôn. Quên nữa. Chạy xe này bây giờ mình ngồi ở đây như kiểu là đi xe điện vậy đấy. Âm thanh nhỏ xíu rồi, nó còn ra phía sau các bạn sẽ nghe được tiếng âm thanh xe. À, tuyệt vời mặt trời. Đó, bây giờ là ra khỏi khu vực Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu rồi đấy các bạn. Rồi bây giờ là từ đây thì chúng ta sẽ đi thẳng về luôn Cà Mau thẳng tiến. Mình sẽ đi độ xe của mình là xịn sò nhất trong ngày hôm nay luôn.
Rồi mình đi qua cái cầu Sớm Lung. Sau đó là mình qua cái huyện Giá Gai luôn, nên chúng ta vào thị trấn Giá Gai đi các bạn. Cái đường này thì hôm trước thì thật sự mình với các bạn đã chạy trong cái hành trình Bắc Nam tập 24 rồi. Bạn nào mà chưa có xem mình giới thiệu cái đoạn đường mà từ Sóc Trăng mà về tới Cà Mau thì các bạn quay lại xem cái hành trình Bắc Nam tập 24 nha các bạn, để các bạn có thể là xem được là chi tiết cái bản đồ này rất là đẹp, rất là chi tiết luôn các bạn. Bây giờ qua cái cầu gì nữa đây nè, cái cầu gì vậy, cầu cầu Láng Tròn hả? Qua cầu Láng Tròn đó, rồi lại tiếp tục vô khu đông dân cư nữa các bạn. Đó, có cái bảng cho khu đông dân cư nè, thì thường vô đây chạy 50 thôi, quá dữ quá dữ. Đó thì hiện tại là mình đang qua địa phận của cái này là như cái huyện huyện Giá Gai rồi nè các bạn, vô ngay thị trấn ở đây đó. Đây hôm trước là cái cầu này là nhiều bạn comment, tôi vẫn chưa biết cái cầu này là cái cầu gì luôn, cái cầu Trần Văn Sớm hay là cái cầu Gành Hào tôi cũng chả biết nữa. Bạn nào biết tên cái cầu này comment chính xác cho tôi với, tôi đi qua hai lần rồi mà tôi không biết cái cầu này là cái cầu gì, khó khăn thiệt sự. Đó, còn cái cầu này là cái cầu Nọc Nạn à, quả luôn ăn. Nhiều bạn hỏi anh ơi sao mà chơi được cái map Việt Nam giống anh, rồi làm sao mà mua được chiếc xe Kia Rainbird này. Rất là dễ các bạn, lên trang web này của mình tại mod.com sạc sớt, tại đây sẽ có bán đầy đủ tất cả những bản mod bản quyền từ bản đồ Việt Nam nè, xe khách nè, hay là xe tải, hay là những cái mod âm thanh trang trí, rồi mấy cái skin rồi cái thứ này, nói chung là rất là nhiều các bạn. Đây là cái trang cửa hàng mod tại Việt Nam ấy, nói chung là bán đầy đủ tất cả những các mod ETS2 luôn, các bạn mua về chơi giống mình rất là đẹp luôn nha các bạn. Nhưng mà sau cái đoạn này phải chạy ôm cái bùng binh thì mới được ha, nó không có cái đường nào chạy thẳng hết trơn các bạn, phải ôm cái bùng binh thì mới qua đây được các bạn. Rồi mình đang vào đây là mình đang vào kiểu là hộ phòng rồi các bạn, mình vừa qua cái vòng xoay của hộ phòng này, không phải không biết phải kiểu là thị trấn hộ phòng không ta, chỗ này có cái bến xe hộ phòng mình vừa đi ngang đấy. Đó, bây giờ mình lên cái cầu cũng là cái cầu hộ phòng luôn. Đó. Mấy bạn để ý cái cầu ở miền Tây à, nó có cái gờ như thế này nè, đó chạy là nó nhồi lên cái nó chịu, không hiểu được các bạn. Sao đó giờ tôi đi cầu đi mấy cái cầu mà chỗ khác thì tôi thấy bình thường, chạy rất là qua cầu rất là mượt mà luôn, mà sao đi mấy cái cây cầu mà ở miền Tây là nó có cái gờ nó chạy quá cập hà. Đấy, như vậy các bạn thấy là những cái tài xế mà của miền Tây á, đặc biệt là mấy ông tài xế mà đi chở khách đi du lịch đồ các thứ ấy, chạy đường miền Tây ấy, là người ta đi qua mấy cái cầu là người ta có cách xử lý để qua mượt những cái đoạn cầu đó nha các bạn. Thì một tí để tôi tìm cái đoạn cái cầu nào nó có cái gờ đó tôi hướng dẫn các bạn. Ôi bây giờ mình đang đi ngang cái nhà thờ cha Bửu Diệp Tắc Sậy nè các bạn. Đó, nhà thờ này khá là nổi tiếng nha các bạn, mình vừa đi ngang đấy. Hình như đằng này nó có một cái cầu, nó là cái cầu cây gừa gì đấy các bạn, cái chợ cái gừa luôn ấy. Đó thì chỗ cái cầu này để tôi hướng dẫn các bạn cách đi cầu. Hướng dẫn đi cầu nè, cầu này biết có cái gờ mà trời đất có công an đây nữa trời. Không, cái cầu này làm mượt à, không nó vẫn có cái gờ nha các bạn. Đấy, thường mấy cái tài xế mà đi ngang cái cầu mà có cái gờ như thế này nè thì chạy tới đây người ta lách nhẹ cái vô lăng qua một cái đó nó sẽ lên rất là mượt luôn, nó không bị nhồi lên các bạn. Đây lách nhẹ nè, thấy chưa, qua rất là mượt mà luôn. Nhưng mà nói chung thật sự là mượt mà cho cái bánh phía trước thôi các bạn, còn cái bánh phía sau nó vẫn giật lên thôi, nên ông nào mà đi xe khách hoặc là đi xe hơi rồi đấy, mấy ông lựa ngồi càng đằng trước càng tốt, mấy ông tài xế ông chạy cái chỗ mà mấy ông ngồi rất là mượt, còn mấy cái chỗ đằng sau là ngồi rất là giật ấy. Nên là các bạn muốn đi ngon lành thì cứ lựa chỗ nào mà gần tài xế nhất các bạn ngồi chạy. Ông nào mà kiểu là hay sợ ói rồi mà thật sự mấy ông ói là ưu tiên lên kiểu ngồi ghế trước hết trơn rồi đúng không, khỏi sợ. Bây giờ tôi tới Cà Mau chứ trời, đi nãy giờ cũng cả buổi rồi, đi lẽ tôi còn đi đổ xe nữa à, vô địa phận Cà Mau rồi nè. Ai, lẹ chưa
vô tới Cà Mau vậy các bạn. Cái chỗ mà đậu xe của ông Tùng Sơn đó đó là ông cũng kế cái sân bay, cảng hàng không sân bay của Cà Mau ấy các bạn. Rồi mình đang qua Tắc Văn nha các bạn ơi. Đây là Tắc Văn cũng như là cầu Tắc Văn luôn. Và mình đang vào cái đường Lý Thường Kiệt để chúng ta đi đến cái vừa cảng hàng không của... Sắp tới rồi, đâu rồi ta? Gần tới cảng hàng không của Cà Mau cũng như là bến xe Cà Mau luôn các bạn. Đâu rồi ta, để tôi... Cái tiệm cũng nhỏ lắm nha các bạn. Nhìn cái kỹ đi, không thôi đi, hồi là đi huốt không hay đó trời. Đâu vậy ta? Hình như bên phải á các bạn. Hình như là đây. Đúng rồi, thấy có mấy cái bánh xe nè. À đúng bà đó trời. Đó. Rồi, bây giờ là tôi sẽ chạy vô nha các bạn. Vô đổ xe. Từ từ anh trai ơi. Đợi em tí. Để tôi lưu đích vô đi chứ. Hồi ra cho nó dễ chứ cắm đầu vô ra khó lắm ấy. Đầu tắp vô tí. Cho mấy ông nội này mà không chạy qua cái đi. Chạy qua đi mấy anh trai. Qua lẹ đi, em còn lùi vô em đổ xe nữa. Qua đây. Lẹ lên. Nhanh cái chân lên. Xe về Cà Mau đi chậm nữa. Vô số lùi ở đây. Đợi mấy ông nội này chạy qua nữa là xong. Hiện tại các bạn thấy là tôi đã về được tới ô tô cũng như là cái tiệm sửa xe của ông Tùng Sơn. Ông này thì nói chung ông chuyên độ mấy chiếc xe khách, xe 16 chỗ các thứ, ông bạn của tôi. Đấy, tôi ghé vô để tôi độ mấy chiếc xe này, cái mới mua về mà chưa có độ gì chứ. Xe còn trắng tinh, đấy, xe còn nguyên zin. Đấy, giờ tôi lùi vô đây. Đấy, ông ngồi ông đợi tôi từ chiều. Kìa, sao tôi lùi vô, tôi lọt mẹ tôi cái lỗ luôn vậy trời. Tôi lùi đàng hoàng ra đi, hồi lọt lỗ. Đấy, kìa. Ấy, ông Sơn, cứu tôi. Trời ơi, lùi vô cũng lọt lỗ nữa, khổ thân. Rồi nghe, để bình tĩnh để tôi lùi vô cho đàng hoàng nè. Rồi. Đó, ông ngồi ông đợi tôi từ chiều. Để tôi đổ xe. Rồi, ok, động gì được chưa. Nó lùi vô đụng banh cái nhà ông luôn. Vậy chắc cũng ok đấy. Bây giờ tôi mở cửa lên xuống. Rồi, ok, kéo thắng tay. Tắt máy luôn. Rồi, giờ đi xuống xe coi. Đó, thì các bạn thấy là xe mình đã đậu vô cái chỗ mà độ xe xong rồi các bạn thấy chưa. Rồi, xe bên này là cũng vừa độ nè. Ui, một con xe Hyundai County 29 chỗ thì phải, đúng rồi. Đó, ui, ấn độ là nhìn xe bóng lón rồi nè các bạn. Ê, hello ông Tùng Sơn. Ê, bữa nay tôi đem cái xe lại cho ông độ nè. Con này là con Kia Rainbow phiên bản Chaco Mico đời 2023 nha. Bữa nay là tôi cho ông muốn độ gì đó, ông độ để tôi về tôi còn chở khách được á. Ông độ lẹ lẹ nha, để tôi về tôi chở khách nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào độ nha các bạn ơi. Đấy, mình sẽ vào phần điều chỉnh xe tải nè. Đó, thì đây là mình đang trong gara nha các bạn. Chúng ta có thể là đi bộ, chế độ đi bộ nè. Đó, các bạn có thể là đi bộ trong cái gara này được luôn. Wow, xịn xò chưa. Đó, đây là cái gara độ xe nha các bạn. Đấy, thì đây là cái toàn bộ chiếc xe của chúng ta. Hiện tại là vẫn còn đang là zin nha các bạn. Đó, mình sẽ độ nó. Mà sao hồi nãy mình đứng ở ngoài nó hẹp lắm, mà sao vô đây nó rộng ha. Đấy, ok, bây giờ là mình sẽ bắt đầu là tiến hành độ đó các bạn. Bây giờ là đầu tiên mình mở đèn nó lên trước đi các bạn. Đây, đó, mình bật hết tất cả các đèn lên. Để một tí mình có gắn độ đèn rồi đó thứ ấy, thì mình có thể là độ, mình có thể là xem được luôn. Bây giờ đầu tiên nè nha. Phần cabin thì nói chung không, buồng lái đâu không có cái điều chỉnh gì trong này hết. Tiếp theo là phần gầm xe. Thì con này nó chỉ có một loại gầm 24 phòng limousine đó các bạn, tức là cái dạng phòng phòng giường nằm VIP ấy, nó phần nằm dòng phòng limousine đấy. Đó thì chỉ có vậy thôi. Rồi, phần động cơ máy thì ở đây nó sẽ có 3 cái động cơ nha các bạn. Thì mình không gành động cơ này chỗ lắm, nhưng mà nói chung là các bạn thấy là những cái động cơ nào mà có cái độ HP cao ấy thì mình cứ dùng. Thì kiểu là nó mạnh thôi. Đó thì đây có cái dòng của Hyundai nữa nè các bạn. Đó, hoặc là cái dòng Bowertech gì nè. Đó. Nói chung người này cũng chả gành lắm rồi, nói chung là lấy cái số nào cao nhất thì cứ chọn mẹ đi. Rồi ok. Tiếp theo là phần hộp số. Thì giống này nó sẽ có 3 loại hộp số cho các bạn, mà đa số nó là 6 số thôi. Đó, nhiều bạn chơi game mấy các bạn vô hỏi anh ơi, sao em vào số 5, số 6 rồi mà xe nó vẫn còn chạy chậm, nó chạy có 70, 90 vậy à. Thì nhiều khi các bạn độ cái phần hộp số này các bạn lên 12 số. Các bạn gặt mới tới số 6 thì nó chạy tầm đó mới rồi. Các bạn chọn 6 cấp số này nè. Đó các bạn chơi mới được full số. Thường mình cái này nó có khác nhau gì không ta? Cái chính giữa nó có cái V-size nè. Thôi chọn cái cuối đi.
Nãy giờ tôi chọn zin tôi chưa độ luôn. À, táp lô bắt đầu có rồi nha các bạn. Và táp lô thì chúng ta sẽ độ được hai cái. Một là độ cái phần táp lô màu đen. Đó thì nhìn cái này, ồ cái này mới đúng là zin nè các bạn. Còn một cái thứ hai là nó độ táp lô bằng gỗ. Mình không biết đây là cái gỗ nó ốp vô thiệt hay là cái gỗ này là nó là dán đề can lên. Ấy cũng chả biết được các bạn, phải kệ đi. Đó, nhưng mà zin thì nó màu đen như vậy nhìn rất là ngầu nha các bạn. Tôi nghĩ zin nó sẽ đẹp hơn rồi đúng không? Thôi để zin đi. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ xem tiếp theo. À, phần màu sơn nha các bạn. Thì hiện tại là nó đang có một cái skin duy nhất là cái skin mà màu mè bông lá hẹ như thế này. Đấy, thì các bạn không biết các bạn có thích kiểu màu mè bông lá hẹ như thế này hay không. Đấy, nhưng mà thôi để tôi độ màu cho nó bình thường. Thì giờ này các bạn có thể là độ màu tùy thích, nhưng mà hiện tại cái camera tôi nó che rồi, các bạn có thể độ màu đỏ nè, màu hồng nè, màu xanh nè, màu xanh nữa nè, xanh lá nè, màu vàng, vàng khè, hay là màu cam. Màu cam nhìn cũng đặc biệt đấy các bạn. Hay là mình để màu cam nha. Thôi để màu vàng để cho nó nổi, xe mới mua mà vài bữa thì độ đổi màu sau. Rồi, thì mình đã qua được 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần rồi. Bây giờ cái phần này rất là quan trọng nè, đó là phần độ ngoại thất và cũng như là phần độ nội thất nha các bạn. Thì để coi ngoại thất nó có những cái gì. Thì các bạn thấy ở đây mỗi dấu chấm nó sẽ là một cái phần độ. Mình sẽ đi từ từ. Đây là cái dấu chấm độ cái mâm ấy các bạn. Ui trời ơi, có mâm mà nhiều màu nữa nè. Vai cái trưởng nha. Ồ, nhiều mâm lắm ấy các bạn. Nhưng mà thường là sẽ dùng mâm của Taco hoặc là mâm của Hyundai nữa nè. Hoặc là các bạn thích mâm gì thì các bạn đổ vô. Ui cái mâm này nhìn đẹp nha. Nó có như kiểu lốc xoáy vậy đây. Nhiều loại mâm lắm luôn ấy các bạn ơi. Đó, các bạn thích độ mâm gì thì cứ lấy. Mấy cái mâm mình thôi kiểu nhìn cho đẹp thôi chứ cũng chả có gì. Mâm mình cũng nhìn lạ nè các bạn. Để tôi độ phía sau coi. Ủa phía sau mâm khác nữa hả? Mâm thì để đại các bạn chứ nhìn tôi chả biết mâm nào là mâm gì luôn. Còn này là cái phần lớp xe. Các bạn có thể là đổi lớp của Goodyear rồi nè. Đấy. Rồi cái này nó có khác nhau cái gì không ta? Ôi, có cái bánh xe nhỏ xíu luôn nè. Có mấy cái lớp nhỏ nhỏ xíu rồi nè. Vai cả trường. Có Michelin nữa không ta? Mấy cái lớp xe này tôi không biết để cái lớp nào là hợp lý luôn coi, nhiều quá. Ơ đây là lớp của Michelin nè. Sao mấy cái lớp này nó to dữ vậy trời? Thôi độ lớp của Michelin đi cho chắc ăn. Đó, nó sẽ có thông số, tôi cũng không gành cái lớp cho lắm. Rồi phía sau gắn lớp của Michelin luôn. Sao nhìn nó giờ nó lùng dữ trời. Lớp này chưa giống. À đây đây đây. Rồi giờ thì hai cái bánh chà bá lửa luôn. Vậy cả trưởng. Để coi phía sau thì chỉ có độ một loại thôi. À, là chúng ta có thể là độ cái đèn led ở dưới gầm mấy các bạn. Các bạn chạy buổi tối rồi sẽ có đèn led. Hoặc là các bạn có thể là độ một cái đèn led như thế này. Đèn led này là đèn led nó gọi là đèn led sao đích chạy á. Đèn led chạy, nó cái này đèn led ở dưới nè. Không có cái nào mà độ hai cái đèn led chạy dưới trên luôn vậy trời. Cái này nếu mà các bạn muốn độ đèn led gầm này các bạn độ, nhưng mà mình không thích đèn led gầm đó, mình gắn cái này thôi, mình gắn cái dãy này thôi. Chạy vô tối nó chớp đồ đấy, chớp rồi cho em nhỏ nó mừng. Rồi, bên hông xe thì nó sẽ có cái gì đây? À đây là đèn nội thất nha các bạn. Không, đèn này là đèn hình như đèn ở phía trên này nè. Mình sẽ chọn màu xanh blue đi, xanh nước biển ấy. Đây là đèn gì đây? À đây là cái đèn nón chứ. Cái này là đèn nội thất rồi. Nội thất màu xanh. Rồi đèn nón thì màu LGB đi. LGB tức là nó sẽ chớp đúng không ấy. Cái này thì nó không có demo để mình xem. Đây là cái gì? À đây là gương nè. Các bạn có thể là thay đổi gương kiểu là gương tay thỏ ở phía trước. Hoặc là cái gương kiểu phong cách xe mà Hyundai của Hàn Quốc ấy. Đó. Thì cái này khi mà các bạn gắn đèn chớp đèn nhanh thì nó sẽ chớp hai cái chữ V này luôn. Nè các bạn thấy không? Nhưng mà thôi gắn cái đèn cái gương mà huyền thoại của Hyundai các bạn. Đó, Hyundai nó sừng ngay rồi. Mà thôi đi nhờ. Mình đã độ rồi mà đi gắn zin làm gì nhờ. Trời cái gương này luôn cho nó lạ, độc lạ bình dương. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu gắn đầu tiên là gắn cái tem đăng kiểm lên nè các bạn thấy chưa? Tiếp theo là biển số nè, thường nó sẽ chọn cái biển số mà biển số của tôi. 65. Ủa đâu phải biển số tôi đâu chạy. Biển số xe tôi đâu? Ờ kìa. Có biển số xe tôi không vậy? 65B21029.
có là tôi không có chịu đâu nghe. Đấy rồi, may quá có các bạn đây. 65B2019. Ôi trời ơi, cái biển số phía sau sao nó nằm xéo xẹo vậy. Rồi ok, mà nó có biển số rồi. Cái đây là độ gì đây? Ồ, độ cái đèn. Cái đèn pha của xe các bạn. Nhiều chế độ độ lắm các bạn. Nhưng mà cái này là khá là lạ luôn nè. Nó vừa độ đèn mà nó vừa có cái ốp nữa. Cái ốp cờ gơm ấy các bạn, khá là đẹp. Đó, còn chỗ này là chúng ta có thể là gắn những cái bảng tên lên. Ví dụ như là quý đẹp trai hoặc cái gì đấy. Đó, đưa được nha. Tự nhiên cái quý đẹp cha cái nó hết chữ, nó không gắn chữ y được nha. Để gắn thử cho các bạn xem. Ủa gắn được đâu ta? Có được đâu? Thôi chứ khỏi đi gắn được thôi. Rồi, còn gì nữa không ta? Bên này là cái gì đây? Gương. À, trên này nó còn nữa nè các bạn. Ô, trên này mình gắn đèn được nè. Ô, thôi gắn nguyên cái anten luôn. Lạ quá. Mà cái này xấu quá. Cái này là những cái đèn mà đèn, ô đèn chớp nè. Đó, các bạn thấy nó chớp không? Đèn chớp màu cam. Đó, cái này mà buổi tối các bạn mở lên là nó chớp ấy. Còn đây là cái gì đây? À, cũng là một cái đèn luôn nhưng mà nó sẽ nằm ở giữa. Đó, thì các bạn có thể là độ tùy ý của các bạn, rất là nhiều những cái độ trong này. Đấy, độ nhiều lắm luôn ấy. Cái này mà ngồi mò không biết khi nào mới hết luôn ấy. Nhiều đèn lắm các bạn. Ôi. Hay là gắn mấy cái con này của Michelin nó ngồi nè. Ui, nó có cái đèn dài luôn nè các bạn. Này, cái này nó chớp nó bự hơn nữa nè. Để tôi coi còn đèn gì lạ không nhá. Ui, có đèn kiểu đèn cảnh sát đó nè. Bên xanh bên đỏ. Rồi, nhiều quá. Ôi, dài rồi, dưới này nhóc hết trơn luôn nè. Thôi, tôi gắn cái đèn này đi các bạn ơi. Mặc dù tôi chả biết gắn để làm gì mà tôi kệ, gắn cho có vậy đấy. Rồi, đây là một cái gì nhỉ? Không biết luôn. À, còn đây là một cái màu của cái nóc phía trên đó các bạn. Thì các bạn, nếu mà các bạn chọn phần skin này nè, thì nó sẽ full cái màu luôn. Nhưng mà các bạn chọn cái này ấy, thì nó sẽ ở trên màu đen, ở dưới màu, cái màu tùy chỉnh của các bạn nó sẽ đẹp hơn. Ý, tôi mới để ý là nó có cái đèn led nó chạy theo cái đường này nè các bạn. Ui, đẹp thế nhờ. Hay là cái này phải không, nãy mình đổ cái nào nhờ. Nó có đèn led nó chạy theo cái viền nè, đẹp quá. Trên này. Rồi, hình như là hết rồi. Rồi, hết rồi các bạn. Hết rồi. Rồi, vậy mình đổ nội thất cái nữa nha. Nội thất thì thường mình sẽ gắn một cái GPS dẫn đường. Được, mình gắn ở bên này đi. Đó, cái điện thoại. Vô lăng thì chúng ta sẽ có hai cái ốp sành. Một cái ốp sành là gắn màu đen, và một cái ốp sành là gắn cái màu gỗ. Thì thật sự hồi nãy mình đã gắn cái ốp dưới này màu đen rồi, thì trên này mình gắn màu gỗ cho nó lạ. Đây là cái phần mà gắn lên cái vô lăng các bạn. Thì các bạn có thể là gắn mấy cái thứ cục này lên nè. Đấy, gắn vô thì cầm đánh lái nó sẽ đỡ mỏi tay hơn rất là nhiều. Đấy, bạn nào thích đầu lâu thì có thể gắn đầu lâu cho nó gấu. Bạn nào thích lạ thì gắn cái đầu con quỷ, con ma, yêu tinh gì đó. Đó, hoặc là gắn cái cục này đó, như kiểu quả địa cầu đó, là gắn cục vô cho nó vui mắt đi. Gắn cho tôi cái bàn luôn, tôi muốn có cái bàn. Cái bàn này là có đèn nha các bạn. Tức là khi mà buổi tối các bạn chạy thì nó sẽ có đèn chiếu xuống. Thì thường như cái bàn này tôi có thể là gắn tượng Phật, tượng Quan Âm, hay là tượng Chúa Giê-xu, hay là Đức Mẹ Maria rồi ấy các bạn. Đấy, thì trong này rất là nhiều. Ui trời ơi, có nguyên cái bàn đồ ăn luôn đó. Đấy, gắn được ông già Noel. Thì cái này nói chung rất là nhiều đồ để các bạn có thể là trang trí. Đấy, thì Buddha tức là cái bà Phật nè. Thường mình gắn bà Phật đi ha. Bạn nào muốn gắn cái gì đó gắn. Một cái bình hoa hoặc là một cái gì trái cây. Đó, thì mình sẽ gắn như vậy nè. Nó giống như một cái bàn để cúng như vậy. Ừ, kệ. Chạy cho nó an toàn. Rồi, bên này là thường sẽ bỏ thêm chai nước, đồ các thứ để cho mấy thằng khăn giấy đi. Đó, để mấy thằng lơ xe của tôi nó chạy xe nó nhìn gái, nó có khăn giấy nó lao. Đấy, còn ghế thì các bạn có thể là mở cho lơ xe ngồi, còn không thì đóng lại. Chưa có lơ xe đóng lại đi. Chỗ này là gì đây? Chỗ này có thể gắn một cái đồ treo lủng lẳng để có thể là chạy nó quơ lại các thứ cũng được. Đó, gắn cái gì? Ồ, có camera hành trình nữa nè. Đây là camera hành trình nha các bạn. Đó, gắn một cái camera hành trình đi.
để chạy có gì công an bắt mình mở mình coi. Cái xe này không có cái gương ở giữa nha. Các bạn thấy không, không có cái gương ở giữa. Chúng ta có thể là thêm ốp sành để gắn cái thứ lặt vặt rồi để gắn lá cờ là mấy cái đồ tào lao linh tinh rồi trên kiến nè. Đấy, gắn hồi không thấy đường chạy luôn mà chết luôn. Cái gì đây? Rồi gắn ở phía trước mặt tài xế nữa. Rồi, tôi nghĩ như vậy là ok rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình xác nhận đơn hàng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ra mình xem xe của mình nào. Đây. Sao tôi ngồi dưới hầm xe dưới này vậy trời. Đây, thì mình đã vừa đổi màu xong các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đề máy lên để mình test mấy cái đèn ấy. Đầu tiên mình mở F4 nè. Mình vào cái chế độ đèn nè. Đó, bình thường thì mình sẽ bật lên hết các bạn. Đó, bật hai cái nút này luôn để mình test coi cái chế độ đèn của nó như thế nào. Rồi, ok. Thì phía sau các bạn thấy là mình có gắn cái đèn LED chớp nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, còn lại thì nó đèn cái dãy đèn LED này là mình thích quá các bạn, đẹp quá. Nó có cái dãy đèn ống nè các bạn thấy không? Đèn ống này buổi tối rất là sáng luôn. Mở cửa ra coi. Phía trước thì các bạn thấy là ngoài cái đèn pha lúc đầu nó có hai cái dưới thì mình độ thêm hai cái trên nữa. Đây, đây là cái đèn phía trước hồi nãy mình lắp nè. Mở dữ. Còn đây là nội thất. Ủa nội thất mở đèn nội thất chưa ta? Đây đây có đèn nội thất nha các bạn. Đó, đây là mở nè. Nó chớp luôn nha các bạn. Này buổi tối nhìn nó mới rõ. Giờ này nhìn chưa rõ lắm. Thôi, như vậy nó cũng ok rồi. Giờ mình vô xe đi các bạn. Rồi. Đóng cửa lại. Rồi, như vậy là mình đã đổ xe thành công rồi. Ok, giờ thôi tôi đi đây. Bữa nào tôi ghé tôi trả tiền sao nghe, thiếu nợ đi. Không có tiền đâu trả. Rồi, thả nắm tay. Ok. Quá đẹp các bạn. Giờ tôi chạy ra đây nha. Bye bye ông chủ nha. Chúc ông chủ đắt khách. Giờ tôi chạy về đây. Bye bye. See you again. Bữa nào tôi ghé tôi trả tiền. Giờ hết tiền rồi để về xin vợ tiền rồi tôi quay lại tôi trả cho ông rồi tôi có độ gì tiếp tôi độ. Để bữa kiểu mình còn dán skin rồi tên hình chữ đồ lên xe cho nó ra cái hình nhà xe đồ các thứ các bạn. Bữa nay thì nó chưa có nên chỉ mới độ màu các kiểu thôi. Nên thôi bây giờ là mình sẽ quay trở về cái bến xe Bạc Liêu nha các bạn để mình sẽ đón khách các thứ luôn. Ok, let's go. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ. Đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Hiện tại là mình gần vào tới thị trấn Hòa Bình rồi nè các bạn. Mình gần về được tới thành phố Bạc Liêu rồi các bạn. Ôi giời, chính mẹ này, ở đây là đèn xanh mà. Thôi tôi tưởng nó chính đèn đỏ chứ. Thôi thật sự, tới nơi cái nó đèn xanh luôn. Quá yêu. Come on. Ui, xe mới độ. Bây giờ là có biển số, có tem đăng kiểm các thứ rồi. Là công an phạt nguội mình được, rồi bắt mình được luôn. Ê, ủa tới nhà hả? Trời đất mẹ ơi, tới kho của tôi nè các bạn. Ok, tạm biệt kho tôi đi làm đây. Giờ là phải đi làm kiếm tiền, rồi vô thành phố Bạc Liêu. Đây là cầu Cái Chàm. Bây giờ là tôi sẽ đi thẳng qua bến xe Bạc Liêu. Tôi sẽ cùng các bạn khám phá cái bến xe Bạc Liêu trong cái map này luôn. Chứ hành trình Bắc Nam cũng chưa khám phá nữa. Nhưng mà trong cái clip này tôi sẽ đi khám phá cho các bạn xem, coi nó sẽ như thế nào. Vào ngay thành phố Bạc Liêu luôn. Cái đường mình đang đi hình như là vẫn còn đang trong đường chánh đấy các bạn. Đường chánh Bạc Liêu. Đây như là cầu Dằn Xây các bạn ạ. Qua cái cầu này là mình tới rồi. Ủa không, qua cầu này là mình tới cái vòng xoay chứ nha. Cái vòng xoay cầu Sập. Chỗ cái đường nó đi thẳng nó cũng vào Bạc Liêu được nha các bạn. Nhưng mà mình không đi đường này, mình sẽ đi ra đầu cái đường chánh luôn. Nếu đi thẳng là sẽ vào cái đường 23 tháng 8 đấy. Đường Khởi Nghĩa Cách Mạng tháng 8 ấy. Đó, mình qua đây thì qua cái khu vực mà
bệnh viện đa khoa Thanh Vũ rồi đấy các bạn. Đó, chỗ này đang sửa đường nữa chứ. Đừng có quẹt à, ông nào quẹt tôi xe tôi nghe, mới đi độ, mới đi sơn, mới đi làm mới tinh, làm bóng cửa xe các thứ xong rồi đừng có ông nào mà đụng xe tôi nha trời. Ra chưa đi mua bảo hiểm xe đó đấy, bây giờ mà gặp tai nạn là tự đi thay đi sửa luôn ấy. Đây câu chặt khứa một nè các bạn. Đó, bây giờ là mình vô khu vực đông dân cư rồi, tức là mình vào thành phố Bạc Liêu rồi đấy các bạn. Thì ở này sẽ có cái đèn vàng để kêu chúng ta đi chậm chậm lại đi, tại vì chúng ta đang đi ngang cái bệnh viện đa khoa Thanh Vũ. Đó, ông nào mà muốn vô bệnh viện thì ghé, tôi ghé cho vô bệnh viện luôn. Đó, còn phía trước sẽ là cái đài chiến thắng, cử đại chiến thắng, nó cũng là cái vòng xoay khá là lớn luôn đó nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ ghé phải nè, chỗ này rất là nhiều, nó gọi là ngã năm ngã sáu luôn, ngã mấy nha, 1 2 3 4 này ngã năm luôn các bạn. Mình sẽ quẹo phải qua đây. Ủa cái này nó bị má lỗi vậy ta, ở nó bị lỗi cái gì nè, thôi vô xe ngồi đi. Đâu bánh xe nằm đâu đó vậy ta, tôi chưa thấy bánh xe đâu mà tôi thấy công an đậu trước mặt tôi kìa. Rồi rồi chạy vô luôn các bạn ơi. Đây bánh xe đây đó, bến xe liên tỉnh nè. Rồi quẹo vô, chỗ này cái nhà xe Tấn Hưng nó đậu ở đây nè các bạn. Rồi quẹo vô luôn. Ủa đậu ở giữa kho này gì đó hả, có chỗ nhà xe Hà My nữa kìa các bạn. Như vậy là mai mốt mình sẽ làm một vài tập nhà xe Hà My hay là nhà xe Tấn Hưng, mình sẽ xuất phát từ đây nè các bạn, quá hợp lý. Rồi mình sẽ đậu đây để kiếm khách nha các bạn ơi, quá khổ. À, mở cửa ra, mở cấp ra, ai đi xe mới thì lên xe tôi chở cho đi, đi đâu cũng được, muốn đi đâu tôi chở đi đó. Ok, thì đây sẽ là cái bến xe Bạc Liêu nha các bạn, có Phương Trang đó nè. Đó, để cho các bạn xem một vòng. Ồ, trong này có chỗ kho hàng đó các bạn, dành cho xe đầu kéo nè. Cái đường nhỏ đi đâu tôi chả biết nữa. Ở trong này có chỗ sửa xe nữa nè các bạn. Đó, xe nào có hư đem vô đây sửa luôn. Đó, xe này bị gì đem vô đây thay lớp cái gì nè. Rồi phía trước rồi các bạn, chắc chỗ này chỗ bán vé rồi. Hôm nay là chỗ bán vé. Thì nó còn cái đường đi đâu quá tôi chả biết nữa. Nhưng mà tại đây là tới bến xe của Bạc Liêu rồi. Và hiện tại là xe mình đã tới rồi. Ui, bây giờ đang đậu kế một cái con xe của Phương Trang. Con này là con Haco Mobi Home đời 2016 nha các bạn. Đậu kế bên nhìn xe mình hiện đại vãi cái chưởng luôn. Phải nhìn cái đít nè. Quá hiện đại, quá ngầu. Ok, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã trải nghiệm cho các bạn xem một cái tập để đi độ xe của cái con xe mới mình vừa mua, đó là con Kia Rainbird phiên bản Chacomeco dừng nằm. Thì các bạn thấy một video này hay thì các bạn có thể là để lại cho mình xin một like. Và nào chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký đồng hồ để cho mình nha. Và nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục cái tựa game này nữa thì nhớ comment phía dưới biết. Nếu mà các bạn muốn mình dùng xe này chở khách thì cũng comment phía dưới, tôi biết tôi sẽ làm trong tập 3 cho các bạn xem nha. Dịch kết thúc game ở đây, nếu các bạn thấy hay để lại cho xin một like. Và nào chưa ấn đăng ký kênh mình thì ấn đăng ký đồng hồ cho kênh mình nhé. Bạn nào muốn trải nghiệm bản đồ Việt Nam này hay là xe khách này giống mình, các bạn nhớ truy cập lên trang web đó là tải mod.com/shop. Tại đây sẽ có bán đầy đủ tất cả những cái bản mod bản quyền, từ bản đồ Việt Nam, xe khách, xe tải, hay là những cái mod âm thanh trang trí, mod giao thông, mod bến xe, nó rất là nhiều trên này để các bạn có thể là mua về chơi. Còn giờ kết thúc video đây, nhớ ấn đăng ký và like cho kênh tôi để tôi mới làm tập tiếp theo nha. Ok, bye bye các bạn.